là mình đã làm tới cái phần là WinC được em. Thì nó là cái WinC này là WinC 7.3 hoặc 7.4 ha. Nó sẽ là một cái module rời. Bữa nay thầy sẽ nói thêm một cái phần đó là nó gọi là Tier Auto. Tier Auto nó là một cái môi trường lập trình của Siemens. Nó gồm tất cả các cái phần mềm lập trình như là QGC nè, Step 7 nè, và trong đó chung một cái luôn. Cả cái mô đun lập trình HMI hay là gì đó, văn nó cũng chung luôn, thành một. Và như vậy nghĩa là gì? Mình không cần cái giờ xài cái QGC 7.3.4 rồi nữa, mà mình sẽ dạy chung trong cái tia bộ con này luôn. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có một cái phần simulation cho cái tia bộ con này. Nó gọi là BOC Sim cũng version 13 luôn. Thì cái bộ cài đặt thầy đã bỏ trên cái Facebook em rồi. Nó sẽ gồm có những phần cài đặt như sau. Cái phần cài đặt của nó đầu tiên là cái phần cài cho thầy cái phần là Siemens Step 7 Professional version 13. Cái này xong rồi thì khi mà nó hỏi cái license thì em mới chọn mà skip license đi ha, rồi mình cứ đặt sau cũng được ha. Rồi là nó sau khi mình cài xong cái Tier Auto rồi á thì em update lên cho thầy service pack 3. Cái version cái service pack 1 á nó chỉ chạy được cái Win 8.1 trở lại thôi, Win 7.0, 8.0, 8.1 thôi, còn Win 10 nó sẽ không chạy được. Thì em muốn chạy được thì em cần phải update lên là service pack 3. Và sau khi em update pack 3 này thì em mới có thể mô phỏng được, mới có cái cấu hình từ thiết bị bên trong cái tia photo này. Còn nếu em mà chưa có cấu hình, chưa có update lên service pack 3 này, em không có cấu hình từ thiết bị luôn nha. Rồi tiếp theo là em cần phải cài cho thầy cái bộ là BOC Sim. Thì BOC Sim là dùng để mô phỏng. Mình lập trình trong tiêu của cô xong rồi mình phải chạy mô phỏng. Thì nó hỗ trợ mình chạy mô phỏng. Tại vì mình không có CPC thật mà, mình cần phải có gì đó mình mô phỏng. Thì nó là BOC Sim, BOC Simulation đó, Simulator đó. Đầu tiên là em cài cho thầy cái file này, là cái file speed bit 1 của nó trước. Là cái file này, em lấy vô chạy. Khi mà lấy vô chạy xong rồi á thì nó cài đặt xong hết rồi đó các em. Thì em reset máy cho thầy nha. Sau cái mỗi lần cài đặt các em reset máy nè thầy. Lần đầu tiên mình cài xong Tier Auto nè, xong reset một lần. Xong đó thì mình chuyển qua mình cài cái simulation Speed Pack 1, chạy cái file này, file application nè. Cài xong rồi reset máy, hay đọc lại. Xong rồi update lên, chạy cái file này, update lên cái file update 1 nè, cái file này thì nó sẽ update lên xong rồi reset máy, rồi lúc mà mới chạy lại cái phần Tier Auto để mình lập trình. Đó thì cái trình tự mà để mình cài một cái Tier Auto V113 rồi cái phần simulation cho các em. Rồi sau em cài xong thì em sẽ có được hai mấy cái icon như thế này. Icon thứ nhất là cái Tier Auto này để chạy cái phần Tier Auto, và thứ hai là cái simulation. Rồi bây giờ thầy chạy cái Tier Auto trước đi ha. Rồi hôm nọ thì mình đã có cài cái phần SP server rồi, thì thầy sẽ hướng dẫn em cách làm sao mà mình sẽ lập trình bên trong Tier Auto, rồi sau là cách nối với WinGC. Mà WinGC này không cần là WinGC 7.3.4 mình cài trước nữa, mà ở trong WinGC, trong cái Tier Auto này nó sẽ có một cái module gọi là WinGC Professional version 13, mình không tải nó về mình cài luôn. Sau đó mình thầy sẽ hướng dẫn em cách làm sao em kết nối với database để mình lấy dữ liệu nút nhắn nè, cảm biến nè, mình đưa vào trong database để mình hiển thị lịch sử của nút nhắn, lịch sử của cảm biến, được chưa? Rồi thế chạy thử ha, nó hơi bị lâu ha. Đây chữ Tier Auto viết tắt là chữ là Totally Integrated Automation Auto version 13, tức là tất cả trong một em. QCC rồi step 7 rồi HMI gì đó là tập trung hết trong cái này, nó thành một cái môi trường lập trình tổng hợp duy nhất của Siemens. Và như vậy nó giúp cho mình lập trình nó tập trung hơn. Nhưng mà mỗi tội là nó nặng, tại vì nó gom tất cả nhiều thứ, nó nặng và giao diện nó rối các em, nó nhiều. Nhưng mà mình làm ban đầu mình thấy nó rối, nhưng mà mình làm một quen rồi thì mình thấy là nó sẽ dễ.
Tại vì nó gom nhiều thứ quá vô trong mà, cho nên mình cảm giác thì nó nặng và nó rối. Nhưng mà mình làm một thời gian thì mình sẽ thấy là nó sẽ ok, nó sẽ dễ dàng. Rồi cái giao diện mà khi mình chạy cái tiêu photo lên các em nó như thế này. Đầu tiên là em có thể tạo cho thầy một cái create new project ha. Để tạo cho nó một project. Ở đây mình sẽ gửi cho nó một project. Ví dụ thì gửi cái project là motor đi ha. Ví dụ như đó. Tức là mình thầy làm một cái chương trình lập trình để đóng mở cái động cơ bằng cách là ấn nút on động cơ chạy, ấn nút off động cơ dừng. Đây, nó giống như cái mạch này các em. Đây thầy có cái mạch này các em. Cái mạch này là mạch điều khiển cái động cơ on off ha. Mình cấp điện 220 cho nó. Ở đây là cái công tơ á, mấy em học công tơ đúng không? Công tơ là nó có một cuộn dây rồi có cái tiếp điện thường đóng thường mở. Ví dụ đây thầy có nút nhấn on ha, khi mình bấm nút on một cái thì dòng điện đi từ đây qua đây, đi qua nút off. Nút off là nút thường đóng mà, đi qua cuộn dây công tơ. Cuộn dây công tơ đóng lại sẽ cấp điện cho động cơ chạy, đồng thời nó làm cho cái tiếp điểm thường mở của nó đó, tiếp điểm phụ thường mở đó đóng lại luôn. Như vậy là gì? Nó sẽ có dòng điện đi qua đây các em. Để làm gì? Để duy trì cái dòng điện đi qua này, dù là cái nút, cái tên nút nhắn mà mình bấm xuống rồi mình có buông ra mà, mình bấm xuống xong mình buông ra thì nó vẫn có duy trì qua tiếp điểm này, được chưa? Rồi nếu mà thầy muốn dừng thì bấm nút off cái, cắt điện cái, thì chỗ này không còn điện nữa, thì cái công tắc tơ này cũng như công tắc tơ mất điện, động cơ thì dừng, đồng thời tiết điểm thường mở nó sao các em cũng mở luôn, và như vậy là toàn bộ hệ thống mất điện. Đó là cái ý tưởng mình sẽ lập trình một cái PC để điều khiển cái động cơ kiểu như vậy đó. Rồi như vậy thầy đặt cho nó tên một cái project là on off monitor ha. Sau đó thầy chọn cái đường dẫn để lưu cái dụng project của mình. Đây, thầy chọn đường dẫn ở đây. Rồi, xong thì chọn click ha. Thì nó hơi lâu chút xíu, chờ nó tạo cái dự án ha. Khi mà các em tạo thành công một cái dự án á, thì cái giao diện nó như thế này các em. Nó sẽ có nhiều thứ lắm này ha. Thì mình đầu tiên mình quan tâm thứ nhất là gì? Là tới cái phần cấu hình thiết bị. Tại vì là mình lập trình PLC kia là mình lập trình cái phần cứng em mà. Mình đụng đến phần cứng rồi đó. Như vậy mình cần phải chọn gì? Ví dụ mình chọn PLC của mình là PLC X7-300, PLC X7-200, PLC X7-1200, 1500. Nhưng mà hiện tại thì sắp tới thì Michelin nó sẽ còn không còn hỗ trợ X7-300 nữa. Nên cái thế hệ tụi em là nên tập trung vào là X7-1200 và 1500. Đó là lý do tại sao mà thầy đang cho bắt đầu thầy hướng dẫn các em sinh viên làm đề tài tốt nghiệp á, là thầy định hướng là chọn là X7-1200 trở lên, chứ không cho X7-300 nữa. Tại vì sắp tới Michelin nó không còn hỗ trợ nữa, nó bỏ luôn, là nó không còn sản xuất thương mại nào nữa ha. Mình đã tập trung vào là X7-1200 và X7-1500. Rồi như vậy bước đầu tiên mình cần phải cấu hình cái thiết bị cho nó, tức là mình chọn cái CPU em, chọn cái loại nào á. Lấy cái này, ở đây mình sẽ chọn là một Agnew device, thì nó sẽ ra ba cái mục các em. Thứ nhất là computer, cái controller, tức là cái CPU mình phải chọn á, là X7 máy á, 7200, 7500 đó, hoặc là cái tiếp theo là cái màn hình HDMI để hiển thị, và thứ nữa là PC system, là một số cái ví dụ như là cái VGC á, cái màn hình SCADA đó, để mình lập trình mình viết giao diện á, là màn hình SCADA đó. Ở đây đầu tiên là mình chọn cái controller trước ha. Rồi ở đây nó sẽ hiển thị ra cái list control, bộ controller, tức là cái bộ PC á. Thì đây sẽ hỗ trợ là 200, 400, 300, 1500, 1500. Thì thầy khuyên các em là anh em các em bắt đầu định hướng là 1500, 1500 được rồi. Thì thế hệ của em bắt đầu là sử dụng cái 1500 với 1500 trở lên rồi. Thế hệ của thầy thì 1300 là X7-300 là rất là nổi tiếng, rất là lâu rồi. Bây giờ bắt đầu nó hỗ trợ tới 1500, 1500 rồi ha. Bây giờ thầy chọn 1200 đi. Thì ở đây nó sẽ có các dòng CPU khác nhau, cùng là dòng X7-1200 các em, nhưng mà nó là có rất nhiều dòng nhỏ ở trong nữa. Thì các em có thể chọn, trên thị trường nó có bán nhiều dòng mà, thì mình có thể chọn bất kỳ dòng để mình lập trình cũng được. Và khi mình chọn dòng đó thì mình phải chọn đúng cái thiết bị đó để mình đổ dữ liệu xuống nha. Rồi bây giờ thầy chọn cái đây đi, CPU 1214 DC đi ha. Rồi thầy chọn cái này đi, chọn trước cho nó sổ ra ha.
Rồi, ở đây nó sẽ có 3 dòng CPU của cái dòng X7-1002 mà loại là 1214CDCDCDC. Cái vệ sinh mới nhất của nó là này. Cái vệ sinh mới nhất của nó hình như là 4.1 rồi, nên là hình như cũ rồi. Rồi. Cái lưu ý khi mà các em cài cái Thunderbolt đó, thì khi mà em chưa update lên Surface Pro 3 đó, thì hình như là cái chỗ này nó bị dấu đỏ nè, có nghĩa là nó không hỗ trợ, em không lập trình được. Em nào mà cài mà chưa update cái version Surface Pro 3 đó thì chỗ này sẽ khóa luôn, nó không cho mình can thiệp hết đó. Thì khi em update version Surface Pro 3 rồi á, thì lúc này nó mới hiện ra cái biểu tượng này, không còn dấu đỏ nữa. Thì lúc đó mình click ra mình chọn, thì ở đây nó sẽ có thông số của cái cục CPU đó các em, là bộ nhớ là bao nhiêu nè, nguồn cấp là bao nhiêu nè, cái bao chứng analog này, bao chứng digital này, được chưa? Thì hỗ trợ đây nha, digital này, analog này, onboard này, bao nhiêu chứng IO nó hỗ trợ hết này, nó ghi này hết không? Được chưa? Thì cái thông số này nó đầy đủ hết cho mình luôn, cái thiêu tô nó hai vô đó các bạn, trực quan và nó cung cấp rất nhiều thông số cho mình lập trình, hơn hẳn là cái step 7 của mình người kia. Cho nên là nó lên một cái bước phát triển vượt bậc rồi mà, đó là một bước ngoặt của nó rồi. Và hiện tại hình như là đã có version 14 rồi, tại thấy trên mạng nó có version 14 rồi. Rồi sau khi mình chọn cái dòng thiết bị rồi á, thì một á là mình bấm nút S em, hai là mình bấm nút bôi cũng được ha, cũng được ha, cái nào cũng được anh, S cho đây. Rồi ngồi chờ chút xíu, nó hơi lâu chút xíu ha, ngồi chờ. Sau khi các em add được cái device đó thì nó sẽ ra một cái giao diện đồ họa này các em, rất là trực quan, là mình thấy luôn cục CPU luôn các em. Cái cục CPU này thực tế nó như vậy luôn các em ạ, cái bề mặt của cục CPU nhìn vào mình thấy nó y chang luôn á. Nó sẽ được gắn lên cái, nó gọi là cái rắc á, cái đế để mà giữ cái cục CPU á. Rồi thì đây là cái hình dạng trực quan của cục CPU các em, biết được theo là gì? Nó chỉ là một cục CPU thôi, cần phải có thiết bị ngoại vi, ví dụ như là cái cạc kết nối hoặc là cái màn hình HDMI kết nối với nó, hoặc là cái máy tính PC, thì như vậy mình cần phải connect cho cái cục CPU này. Cho nếu mình để cục CPU không này thì nó tác dụng đâu các em, giống như mình có bộ não không có tay chân đâu làm được gì, đúng không ạ? Cho nên nó có một cục CPU rồi thì mình kết nối cho thiết bị ngoại vi. Thì thiết bị ngoại vi nó gồm có gì? Như màn hình HDMI, máy tính PC hoặc là cái cạc kết nối của truyền thông Profibus, Profinet. Thì các Profibus, Profinet là những cái đó là sau này các thầy môn khác về lập trình PC giải các em là thế nào là Profibus, Profinet. Còn thầy thì không dạy cái đó nên thầy chỉ nói cho các em biết thôi, là cái cục CPU này nó sẽ được truyền thông với các cục CPU khác và nó truyền thông với máy tính của mình thông qua hai cái chuẩn, là thực ra là ba cái analog và hai cái chuẩn truyền thông công nghiệp, đó là Profibus và Profinet. Ví dụ thầy muốn kết nối cho nó một cái Profinet đi, một cổng, một cái cạc giao tiếp đi, hoặc là một cái giao diện SCADA, thì ở đây thầy chọn đây Arduino item này các em, Arduino device này, để thầy kết nối vô cái cục CPU đó. Đây thầy chọn đây ha, thì mình chỉ có một double vô ha, double vô đây thì nó ra cái giao diện thế này các em, nó ra cái giao diện thế này. Thì ở đây mình có thể chọn nó được kết nối với một cái cục CPU khác, hoặc nó được kết nối với một cái màn hình HDMI, hoặc nó được kết nối với một cái giao diện SCADA, đúng không? Đó, thì ở đây ví dụ thầy chọn cho nó là một cái màn hình, cái một cái giao diện SCADA đi. Rồi thì các em chọn cho thầy là PC system, cái này cái SCADA là nó chạy trên máy tính mà, cho nên sẽ nằm, nó sẽ nằm trong cái mục là PC system ha. Rồi thầy chọn là cái schematic HDMI application. Rồi. Nhưng mà cái VCC này á, là các em cần phải tải cho thầy cái bản là VCC Professional version 13 nha. Về tải vô, cài vô thì nó chỗ này sẽ hiển thị cho thầy thêm là cái VCC Professional V13 nha. Tải thêm nó vô. Thì cái đó nó sẽ thay thế cho cái VCC 7.3, 7.4 mà hôm trước mà đầu học kỳ thầy dạy các em á. Vì giao diện lập trình hay là thiết kế đồ họa là y chang, nhưng mà lúc này nó tích hợp chung trong cái tia bọc tô luôn, trong chung cái giao diện tia bọc tô luôn, chứ nó không nằm rời ngoài ha.
Nhưng mà cái hình thức thao tác thì y chang như là cái WinCC 7.3, 7.4 mình đã dùng. Thì tạm thời thầy cũng chưa có cái WinCC Professional cho nên thầy chọn là cái WinCC Advanced. Được chưa? Rồi. Xong rồi thầy chọn OK, OK ha. Thì lúc này anh cho Thái nè. Chờ chút cho nó attack vô. Đó, sau khi mà các em kết nối vào cái cục PC và PCO á với cái VGC á thì mình sẽ thấy mình nó xuất hiện một cái gọi là Symmetric Station. Symmetric PC Station tức là cái này nó nằm trên cái cục cái máy tính mình á. Nhưng mà lại cục CO mình sẽ nối với cái máy tính này. Tức là nối với cái VGC này mà hình SCADA này, được không ạ? Rồi. Như vậy mình cần phải có một cái cáp kết nối giữa cái cục CO PC với cái cục CO của máy tính thông qua một cái cạc rồi đó, còn tiếp thì thầy chọn cái cạc giao tiếp là Profibus hay là Profinet ha. Đây. Thầy chọn cho nó cái mục là Communication Module, tức là kết nối các cái module lại với nhau. Ở đây thầy đang kết nối một cái cục PC của một cục CPU của PC với một cục CPU của máy tính. Là cái cục CPU máy tính là chạy của PC này, bây giờ cái màn hình SCADA các em á. Thầy chọn đây. Thì có hai cái chủng kết nối chính. Chủng công nghiệp á nha, thì không nói cái chủng analog ha, chủng công nghiệp á là Profibus và Profinet. Thì cái này khi các em học cái môn lập trình PC thì các thầy sẽ hướng dẫn em cụ thể hơn thế nào là Profibus và Profinet ha. Hoặc là cái môn gì có thể nhân dạy, môn truyền thông công nghiệp á thì thầy nhân sẽ hướng dẫn em và giải thích em về thế nào là Profibus và Profinet ha. Rồi. Bây giờ thì thầy chọn cái cho cái chủng kết nối là Profinet cổng Ethernet á, cổng RS 4.5 á. Thầy ví dụ thầy chọn chung chung là cái em EA Scenario đi. Đây nó có cái rắc này các em, nó còn chừa ra một cái ô này để mình nối cái cạc ra đây. Thầy lôi cái cạc ra đây, thầy nối bỏ ra đây. Được mà. Thầy buông ra. Đó như vậy là gì? Thầy đã có một cái trên cái máy tính của thầy á, cái WinCC Symmetric PC Station á, nó có một cái màn hình SCADA là cái WinCC á. Rồi cái màn hình SCADA này nó sẽ kết nối với cục PC thông qua cạc là thông qua cạc có chủng kết nối là Profinet, được không ạ? Rồi. Đó là cái mục là Device View. Xong thầy chuyển qua cái mục tiếp theo là Network View, tức là coi thử sự kết nối giữa các module lại với nhau á như thế nào. Thầy đây các em nhìn nè, thầy có thứ nhất là cục PC, ha, cục PC, CPU của PC á. Thứ hai là cái máy tính của mình, trên máy tính mình có cái VGC và kết nối một cạc Profinet, được chưa? Như vậy thầy cần một kết nối, thầy chọn cái nút network nè, thầy kết nối với hai anh ở đây nè, em thấy nè, cái cạc Profinet mình kèm nó có cái lỗ cắm RS 2.5 á, giống như cái cắm internet á, thì cùng cắm y chang các em, mình cắm giống như cắm internet á, cắm ở đây. Rồi như vậy thì cần cộng cáp nối từ cái lỗ kết nối này đến cái lỗ kết nối này của cục PC, được chưa? Thì cầm con chuột đây bấm giữ đây thì lâu qua đây, máy nó hơi chậm mà đó, thì là lúc này thì buông ra. Thì lúc này hai cái cục PC này các em và cái máy tính mình được kết nối thông qua cái cạc theo chuẩn nhân tiếp là Profinet. Cảm thấy rất trực quan mà em làm đấy, anh sao thì em khiêm ra hiện trường cái tủ đó nói á, tủ đó thực tế ngoài đó là y chang luôn, cũng kết nối y chang luôn, máy cộng cáp nối hai rồi với nhau đút vừa cái lỗ rồi sẽ phóng tăng năng bật ra y chang luôn, không khác gì hết ha. Chắc trực quan đâu, đó là cái thế mạnh của tia của tôi đó các em, trực quan ha. Rồi coi như mình kết nối như vậy là tạm thời là được cái đi, tức là mình có thể giao tiếp được giữa cái CPU nè, cái CPU của cái PC nè, nó sẽ gửi dữ liệu lên cái VCC nè thông qua các cạc giao tiếp là chủ giao tiếp là Profinet này với các cạc này. Ngược lại là mình điều khiển trên cái giao diện SCADA mình á cũng sẽ đổ dữ liệu xuống, sẽ truyền vào cái cục PC này thông qua các chủ này,
Tôi tiếp này, được chứ em? Rồi, lại lưu cái project lại ha, xây lại. Giờ lập trình. Coi như mình cái phần cấu hình thiết bị là xong rồi đó. Mà cách nối giao tiếp giữa máy tính với PC là xong rồi đó. Thì qua lập trình. Thì mình có cái chương trình này. Giờ làm sao đây mình chuyển từ cái xe đồ này, mặt này là mặt trang bị điện thông thường ha. Mặt trang bị điện thông thường, giờ làm sao chuyển qua là cái mặt BBC. Thì ở trong BBC nó không có nút nhấn. Cái cục BBC nó không có nút nhấn các em. Mà cục BBC nó có gì? Có chân IO thôi. Mỗi chân IO là gì các em? Là một bit. Đúng không ạ? Như vậy chân IO nó có gì? Có thể là 0 hoặc 1. Hoặc là có chân là chân, đó là chân digital, còn analog là nó có thể đọc một cái giá trị rồi đó, đúng không ạ? Như vậy á, mỗi nút nhấn on off hoặc là cái tiếp điểm thường mở hoặc là cái cuộn dây on off này nó tương ứng với một bit 0 hoặc 1 của PC. Được chưa? Như vậy á, mình phải chuyển qua cái lập trình PC á, tương ứng là mỗi cái này các em là một cái bit nha. Một bit IO. Rồi, để làm được chuyện đó các em chọn cái mục này. Chọn cái thầy là Program Blocks. Ở đây nó sẽ có cái mesh. Thì lập trình BC á, thì nó có mấy loại, mấy dạng hình thức. Hình thức ví dụ như mình, nó gọi là ladder đó, là cái thang đó các em. Là cứ giống như cái mặt trang bị điện mình đây nè. Nghĩa là một tầng, từng tầng vậy đó. Còn loại thứ hai là viết code. Từng dòng code. Thì cái hình thức viết như thế nào thì khi em học là môn PC á, lập trình PC thì các thầy sẽ hướng dẫn. Còn thầy thì thầy sẽ chọn cái ladder này để nó trực quan chút xíu ha. Cái thảo trong code ha, đối với cái lập trình về PC này. Rồi, thầy sẽ double chọn cái main ha, để nó mở cái giao diện lập trình ra. Rồi chờ chút xíu cho nó mở giao diện ra ha, có thằng nào đó, rồi nó ra nè. Đây các em, cái giao diện lập trình ladder đây như thế này. Ladder là cái thang các em ha. Viết tắt là LAD ha. Lát. Lập trình là ladder. Nói chứ còn có gì các em? Chỉ có mấy bao nhiêu thôi các em? Một tiếp điểm thường đóng là một bit thường đóng, à thường mở. Một bit thường đóng. Đây, đơn giản thôi. Một cái thường mở, một cái thường đóng, một cái tự động như cuộn dây. Rồi mấy cái này nối dây lại với nhau, đi lên đi xuống. Hết. Toàn bộ cái cấu trình lập trình cơ hoạch lập trình như vậy đó. Rất là đơn giản, trực quan ha. Rồi ví dụ đối với cái mặt này thì cần một nút nhấn on, có nghĩa là một con tiếp, một tiếp điểm thường mở. Có nghĩa là gì? Thực tế đó là cái cục PC mình các em, nó sẽ có một cái chân IO, chân đó sẽ được nối vào cái nút nhấn thật ở ngoài. Thì khi nào mà nút thật ở ngoài đó ấn một cái, nghĩa là cái bit nó lên một, thành chung ạ. Còn thời nút nút off thì sao? Thì ở trong PC cũng có một cái bit. Được chưa? Cái bit đó bình thường á là mình cho nó là bit đó nối vào một cái nút off. Nút thường đóng ở ngoài, thực tế ngoài đó. Nút đó sẽ luôn luôn kết nối với chân VCC đó để lên một. Khi ấn cái nút off cái là ngắt cái nguồn, cái chân nó về không. Được không ạ? Đó. Rồi như vậy chỗ này mình cần một cái nút nhấn thường đóng ha, một tiếp bit thường đóng ở thường mở. Em đẹp đặt chỗ đây nè. Trời, trước cái máy thầy nó bị đơ rồi. Này nặng lắm các em ạ. Rồi. Đặt đảo đây ha. Bấm nút này. Để mình đặt cái bit thường mở ở đây. Rồi đứt bôi đây. Đặt cho nó cái tên. Nút nhấn on ha. On. Đặt tên đánh IMQ. Tại vì á, cái bit trong cái PC á, nó có 3 loại: bit I, bit Q và bit M. Nên khi mà đặt tên của cái bit á, mình tránh 3 chữ ra nha. Như vậy thôi. Còn là đặt tên thoải mái. Rồi bây giờ đây thì bạn đặt tên nút on ha. Nên nó tương ứng với là cái nút nhấn on này của cái mặt trong hệ điện này. Rồi tiếp theo, đặt trỏ đây cho nút nhấn off tương ứng với cái nút nhấn off này, đúng không? Rồi đây thì đặt cho nó có tên cũng tương tự như vậy, là tránh đặt I M
Queen ha, và đặt cho nó cái tên AOP. Ok. Rồi, tiếp theo là cái cuộn dây. Cuộn dây conductor để đóng mở cái động cơ. Ở đây đặt trỏ vào đây các em. Bấm cái biểu tượng tượng trưng cho cuộn dây nè. Đó, như vậy ở đây sẽ có một cuộn dây. Đặt cho nó cái tên. Cũng tránh là IMQ ha. Motor đi ha. Vì em đặt IM là nó hiểu rồi đó. Ha, đặt motor. Enter, ok. Rồi. Ở dưới này á mình có một tiếp điểm thường mở. Ở dưới này mình có tiếp điểm thường mở. Giờ mình sẽ viết bên là BOC. Các em cần phải lôi một cái tiếp điểm thường mở ở đây, lôi xuống đây, bỏ xuống đây như thế này. Đó, như vậy nó thêm một cái tiếp điểm thường mở ở đây, nó tượng trưng cho cái tiếp điểm thường mở của con tơ này, của cuộn dây con tơ này. Rồi, để nối lên trên, bấm cái button lên nè các em. Để nối lên trên. Rồi, double đây, đặt cho nó tên. Trùng tên với cái cuộn dây luôn, thì nó mới hiểu nha. Thì nó mới hiểu là cái này với này là một nha các em. Rồi, đặt tên là motor. Nhớ là trùng tên nha, phải trùng tên như thế này nha. Rồi, đây là cái tên để mình thấy trên cái sơ đồ ladder mình thôi các em. Chứ hoàn toàn là chưa kết nối gì với cái bit nào của PC á. Là chưa biết cái này sẽ gắn vào chân nào của PC á. Như vậy á, thì mình cần phải set cái biến này vào trong một cái bit PC cụ thể nào, cái chân PC cụ thể nào. Lít dụng phải vô đây. Chọn Define Tab ha. Thì nó ra một cái bảng. Ở đây á, là cái tên của cái tab của mình. Không nọ ở cái bảng trước mà mình dùng VC 7.3, 7.4 á, mình phải nói là cái tab nha, chính là cái biến á. Thì đây nó sẽ là một cái biến nè, một cái tab nè. Một cái tab này được gắn trực tiếp lên cái cục PC luôn, chứ phải gắn lên cái chân PC luôn. Còn hôm trước là vì mình mới cái VC ra, chưa có biết cái bộ PC nào, cho nên mình chưa có gắn cái gì vô cái chân PC á. Còn bây giờ mình gắn luôn. Thì nó có loại là M, I và Q. Thì đây bây giờ mình chọn là chân M. Biết không ha. Chân M không, biết không. Được chưa? Kiểu dữ liệu nó là gì? Mình có là các em on hoặc là off thôi, một hoặc không thôi, tức là true hoặc là false thôi, đúng không ạ? Như vậy kiểu dữ liệu nó sẽ là kiểu polling true false thôi. Sau rồi chọn ok. Đây chọn define ha, chọn define. Rồi như vậy là gì? Các em thấy cái biến này on nè các em, nó được gắn vào chân M0.0 của cục PC rồi. Như vậy là gì? Số lượng chân IO của cục PC á, nó có giới hạn vì nó phần cứng mà. Ví dụ nó 40 chân thì mình lập trình cái này là mình chỉ lập trong sai 40 chân thôi nha. Được chưa? Còn nếu hơn nữa thì sao các em? Không được, phải tìm cách là mở rộng chân ra. Nghĩa là mình phải thêm mấy cái module mở rộng chân ra nữa. Đó. Như vậy là vì do mình lập trình phần cứng mà nó bị giới hạn bởi số lượng chân, cho nên khi lập trình đây là mình phải tương hiểu rằng là trên cái cục PC mình nó hỗ trợ bao nhiêu cái chân đó. Còn nếu không mình lập trình như cả trăm chân lên, lúc mình đổ lên PC nó không chạy rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo là thầy gắn cái biến này cho một chân rồi đó trên cục PC. Thầy làm tiếp tục động tác là viết chữ phải đây, chọn Define Tab ha. Rồi tên của nó là tên off ha, biến của nó tự động lên là M0.1 hay khác cái M0.0 đây. Rồi sang kỹ dữ liệu nó là cũng true for luôn, on off luôn. Rồi sang chọn define. Rồi như vậy là mình đã gắn được hai biến cho hai chân của PC rồi. Tiếp theo là cái ngõ ra cái cuộn dây á, từng cuộn dây bit cái cuộn dây á, mình cũng thực ra nó cũng là một cái bit ngõ ra kia. Nó là một chân IO ngõ ra đó. Nó liên on á thì nó nối ra cái một cái mạch động lực để cho cái động cơ nó chạy. Còn nó off ấy, thì nó nối vào động lực để off của động cơ. Rồi thầy cũng làm động tác là thầy lít chữ phải đây, define cho nó cái tab, xác định cho nó cái tên ha. Rồi ở đây ví dụ thầy chọn nó là Q đi, thường ngó ra thầy chọn là Q ha, chân không không đi ha. Thực ra là chân nào cũng được các bạn, không phải là nhất thiết là Q đâu nha. Thì vì chân nào mình sạc được mà nó IO mà giống nhau mà. Rồi cũng kiểu dữ liệu là on off ha. Lên 1 thì động cơ chạy, nối ra cái mạch động lực á, động cơ chạy. Về 0 thì nối mạch động lực, động cơ tắt ha. Rồi chọn Define. Khi mà em chọn, em xét cái biến này các em vào cái chân BQ00 á, thì do hồi nãy mình đặt cái này là cùng tên, nhưng cái này cũng được hiểu là
cùng trong một cái viết luôn, được chưa? Nghĩa là biết này lên 1 thì chỗ này lên 1, biết này lên 0 về 0 thì chỗ này sẽ về 0, được chưa? Nó cùng một viết, cùng một chân thôi ha. Trên cái cục IC chỉ có một chân thôi. Rồi đó là toàn bộ cái việc mà mình sẽ chuyển từ một cái sơ đồ mặt trang bị điện điều khiển động cơ on off mới đúng nhắn on đúng nhắn off qua một cái sơ đồ lập trình ladder của BBC để cho các em có cái quá trình là như vậy đó. Sau đó mình sẽ em lưu lại ha, và sau đó mình sẽ chạy mô phỏng. Hiện tại thì cái phần mô phỏng thầy bị lỗi cho nên không sao, thầy sẽ làm cái phần mô phỏng sau, giờ các em sẽ làm phần này trước cho thầy ha. Rồi còn nữa là sau này á là cái này sẽ được kết nối vô UGC, các em phải tải cho thầy cái UGC Professional vô, cài vô, rồi xong rồi thầy sẽ làm cái video thầy hướng dẫn các em là làm sao kết nối vô cái UGC. Rồi từ UGC đó mình phải đổ dữ liệu vào SQL. Ví dụ như ở đây mình có nút nhắn này các em, thì mình phải cái lịch sử cái nút nhắn đó, lúc nào thì on, lúc nào thì off, xem để mình hiển thị ra. Hoặc ở đây mình có cái động cơ này, cái tiếp điện động cơ này, cái motor này, thì cũng mình cũng phải có lịch sử trả về để lưu database là lúc nào động cơ chạy, lúc nào động cơ dừng, để biết là nó chạy bao lâu, dừng bao lâu, được chưa? Rồi tương tự sau này em có một project đó, em có cảm biến nhiệt, cảm biến áp suất hoặc cảm biến load cell đó, thì lúc đó em cũng sẽ dùng cái UGC đó em đổ vào SQL của mình, rồi xong hiển thị trên cái giao diện online, được chưa? Thì đó là quá trình mà khúc sau này thầy hướng dẫn các em làm. SQL em làm rồi đúng giờ, UGC em làm biết rồi, giờ thầy hướng dẫn thêm cái tia bọc to nữa, rồi kết nối tất cả lại với nhau, rồi cái phần hiển thị online các em biết rồi, giờ thầy làm cho em cái video hướng dẫn em kết nối tất cả lại với nhau thành một cái hệ thống hoàn chỉnh, được chưa? Rồi mình sẽ chọn một cái project, ba em sinh viên là một project, maximum là ba em một project nha. Phần project gồm có gì? Có phần báo cáo nhận quật ha, in bìa xanh đóng hái đàng hoàng ha. Rồi khi mà báo cáo thì các em phải up cái file, em zip hết toàn bộ cái file lại. Mình có 3 thành viên trong nhóm thì em đặt tên 3 thành viên, rồi zip file, rồi đặt cho password, up lên group. Nhóm nào đăng ký trước đề tài thì up bên trước thì được. Sau khi thầy chọn confirm rồi thì làm nhóm là up sau mà trùng thì phải đổi đề tài khác, được chưa? Và ngày 6 tháng 5 là thầy sẽ đi Mỹ, tới ngày 16 tháng 6 thì mới về, cho nên là qua khoảng là 20 thì bắt đầu mình sẽ báo cáo. Khi báo cáo thì thầy sẽ chọn ba nhóm, ba người thì chọn ngẫu nhiên từng người lên, thầy chọn ngẫu nhiên một người trong ba nhóm trong ba để mà thầy hỏi ok thì cả nhóm được điểm, không ok thì cả nhóm sẽ thấp điểm, được chưa? Thậm chí là rớt, như năm ngoái là có bạn rớt thầy phải cho làm tới 3-4 lần qua được á ha. Ok.